Phước Hiền xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là buổi sáng ngày 28 tháng 6 năm 2016. Và clip này là clip tiếp theo chúng tôi vừa nãy mới giới thiệu chiếc sập ở bên kia. Và đến bên này là chiếc sập thập điểu quần mai. Đây là chiếc sập gụ kích thước 1m8 x với 2m2. Và cái chân của nó là 24 dạ tiền là 10 phân, dạ hồi là 8 phân. Và cái điều đáng nói nhất và cái sập này thì lúc này là đang chưa lắp cái mặt lên. Cả hai chiếc sập tôi giới thiệu sáng nay là đều chưa lắp mặt. Các cái mặt thì đang dự trữ trong này hàng chục cái đây rồi, rất là nhiều luôn. Quý vị thấy là chỗ nào cũng đây, ở đồ gỗ Đức Hiền là các cái mặt sập được xếp la liệt ở bên cạnh góc tường. Lúc nào chúng tôi có mấy chục chiếc sập ở trong nhà, nhưng mà mấy hôm nay là đang vào vụ cấy cho nên là thợ chính cũng vẫn là người làm nông nghiệp và đang nghỉ, cho nên là sáng nay theo yêu cầu của nhiều khách hàng là chúng tôi cũng phải giới thiệu lên. Và chiếc sập này đang được quay ở phía trước tầng 1 khu A của chúng tôi, nằm tại làng Mộc Tái Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Trở lại với chiếc sập, tại sao gọi là chiếc thập điểu quần mai thì hôm trước tôi đã giới thiệu sơ bộ rồi, bởi vì là ở cái dạ chính này chúng ta sẽ thấy là có 10 con chim. Đây là chú thứ nhất, đây là chú thứ hai, hai chú nhìn nhau. Đây là chú thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Bên này chú thứ tám, chú thứ chín và đây là chú chim thứ 10. Cho nên là đây là chiếc sập mai điểu, mà hay còn gọi mai cải thọ. Nhưng mà với một cái từ ngữ hoa mỹ là thập điểu quần mai. Và ngoài những cái chú chim ra thì ngoài ra còn có những cái chú nho sóc cài, sen cài vào đều rất là tinh thần. Đây, bây giờ tôi sẽ lia máy từ từ để quý vị xem. Bắt đầu từ trung tâm là có hình hai chữ thọ, là chữ chúng tôi nhìn ở đây thấy là một bên là chữ thọ, một bên là chữ phúc. Đây nhìn rõ, quý vị thấy là có chữ bên này là chữ kỳ, bên này là nhất khẩu điền, cho nên là đây là phúc và thọ. Nếu mà các ở những cái đố song song này thì tượng trưng cho thứ thọ, nhưng mà nó có thêm cái phần ô khác là đã sang một thứ khác rồi. Và những cái chú chim đang mớm nhau, con sâu rất là tình tứ. Và đi vào nhìn vào cái sự tinh xảo của cái mẫu này, từng cái lông ở cổ, ở gù vai và những cái lông đuôi nó tinh xảo đến cỡ nào. Và nó đã tinh xảo thì từng những cái nhị của cái hoa mai đây nó cũng khác bình thường, chứ nó không, còn nếu như cái nhị thông thường thì đây, ví dụ nhị thông thường nó chỉ là như thế này thôi, nhưng mà những cái nhị đặc biệt được gọt giũa rất là cầu kỳ, trông sống động hơn cả những bông hoa thật. Và với những cái cảnh hoa lá và những cái chồi non, chúng ta thấy có một cái sự sum xuê tượng trưng cho tài lộc. Và cái này lại kênh bong tầng tầng lớp lớp nên là chúng ta thấy là rất là cầu kỳ. Như quý vị biết là hầu như là đồ gỗ Đức Hiền là làm các cái sập dạ trơn và trọn vân, đấy là những cái sản phẩm chính của các cái sập Đức Hiền. Tuy nhiên là do là chúng tôi có những cái sản phẩm, một số các cái tủ chè hết sức đặc sắc, và có một số bác thì cứ thích chơi là tủ chè mà đã kinh bong đặc sắc như vậy thì cái sập nó cũng phải tương đương. Cho nên là lực lượng thợ đục nghệ nhân của chúng tôi thì là có, cho nên là chúng tôi cũng thỉnh thoảng sẽ làm ra một chiếc sập đục đặc sắc để phục vụ quý vị. Và đã không làm thôi, đã làm là đều là đường nét vô cùng tinh xảo đặc sắc. Còn giá thành thì quý vị yên tâm là cũng là một cái giá đúng mức, đủ để mọi người có thể chấp nhận được. Bây giờ tôi đi sang dạ hồi. Thực ra cái sập mà nó đã cầu kỳ thì từ cái gót chân trở đi, từ những cái vấu tượng trưng cho các cái núi đất đá và lên trên làm những cái gốc cây già, nó cũng có khác người.
Và ở bên hồi thì cũng như cái bên tiền lúc nãy là hết sức là tinh xảo. Đây là giữa là chữ thọ đây và cây mai quấn vào. Đây là sao hồi bên kia. Rất tiếc là chưa đặt cái mặt lên thì quý vị chưa hình dung hết được. Thì xin quý vị đợi trong một thời gian nữa. Có lẽ là cũng phải mất nửa tháng. Khoảng một tháng nữa thì chiếc sập này mới hoàn thành lên được. Bởi vì là chúng tôi đang hiện nay đang nợ rất nhiều hàng phải trả cho khách. Các bác từ khắp miền Tổ quốc đã đặt tiền và để đăng ký những cái sản phẩm như là các giường tủ gỗ mun, ghế gỗ mun rồi vân vân. Rất nhiều. Cho nên là chúng tôi có đang nợ nhiều hàng và những cái mặt hàng mà chưa có sự đăng ký thì còn phải xếp hàng đằng sau. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu lại là ngày 28 tháng 6 năm 2016. Khi quý vị hỏi giá những này cứ nhắc là chiếc sập thập điểu quần mai ngày 28 tháng 6 năm 2016 của đồ gỗ Đức Hiền. Đồ gỗ Đức Hiền.com đây. Nếu quý vị gọi điện và nhắn tin thì có thể gọi theo số này 0984666999. Nếu quý vị ở xa mà có thể không ở trong nước mà nhắn tin qua Zalo hoặc Viber thì nhắn theo số 0967666111. Hiện nay chúng tôi đang quay ở phía trước tầng 1 khu A. Chúng tôi bên kia là khu B. Khu A, khu B chúng tôi là 2000m2 nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thì ngày hôm nay rất là nắng bức, từ sáng sớm đã nóng rồi và tôi phải gói được cái mũ của thằng khu để đội lên. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã ủng hộ liên tục Đức Hiền trong suốt thời gian qua và thị trường toàn quốc, các bác từ khắp các độ tuổi, từ phía Bắc đến phía Nam đều ủng hộ Đức Hiền. Đức Hiền rất là cảm tạ cái tấm lòng của các bác. Và giờ đây cũng rất là nắng rồi, chúng tôi sẽ dỡ để đưa vào trong nhà.